Thưa quý vị, hơn 20 năm trước, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang là vùng đất đồi cằn đá, hoang sơ. Với bàn tay khối óc của mình, những người nông dân địa phương đã biến vùng đất này thành miệt vườn trù phú, trở thành vựa vải lớn nhất của cả nước. Và những ngày tháng 6 thì các tuyến đường dẫn tới thị trấn Chũ, trung tâm của huyện Lục Ngạn thì luôn trong tình trạng tắc đường. Năm nay không chỉ có thương lái tấp nập về cân vải mà du khách còn nườm nượp đổ về đây để có cơ hội khám phá vẻ đẹp của vùng trái cây nghìn tỷ trong mùa vải chín. Vâng, không biết là chị Ngọc Trâm có biết không? Tại Lục Ngạn, hoạt động du lịch khám phá trải nghiệm vườn vải đã bắt đầu xuất hiện nhỏ lẻ, tự phát từ năm 2019. Những năm sau đó, đánh giá được tiềm năng, chính quyền địa phương đã triển khai hàng loạt chính sách giúp phát triển hạ tầng, đường xá, các dịch vụ lưu trú ăn uống, tạo nên những mô hình du lịch cộng đồng gắn với vườn cây trái vô cùng chuyên nghiệp đấy ạ. Vâng, và thưa quý vị, là với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương thì nông dân Lục Ngạn cũng đã mạnh dạn làm dịch vụ và du lịch nữa ạ. Vì thế mà năm nay tuy là thời tiết không ủng hộ cho lắm, vải thiều sụt giảm đáng kể về năng suất, thế nhưng nhiều nông dân tại Lục Ngạn thì vẫn duy trì được nguồn thu nhờ phát triển mô hình trải nghiệm vườn vải. Trong thân đây. Những vụ trước, hình ảnh vườn vải ra trái từ thân đẹp như tranh của ông Hùng được nhiều người chia sẻ lên mạng xã hội. Vì thế năm nay, nhiều du khách đã cất công lên tới Lục Ngạn và vườn của ông để trải nghiệm. Lượng khách ngày càng đông, đặc biệt là những ngày cuối tuần. Đầu tiên là khó. Đầu tiên thì mình là người làm nông nghiệp, là nghĩ gì mà vườn vải mình lại có những đoàn khách đông từ nước ngoài, từ bên Nhật, bên Mỹ, là người ta cũng kéo trong miền Nam ra đến vườn nhà mình. Thế mình nghĩ bảo là sang cái hướng thôi thì mình làm cho nó xuất khẩu rồi, xong mình lại làm những quả vải nó đẹp, trái từ trong thân ra để đến người ta biết đến, người ta đến người ta chụp ảnh. Đấy, thế là từ năm ngoái đến năm nay là cứ về mùa vải là người ta lại tự người ta khách đến với nhà mình. Vốn là một nông dân trồng vải đơn thuần, nay làm thêm dịch vụ du lịch, ông Hùng cũng có những bối rối ban đầu. Để tạo ấn tượng tốt với du khách, ông Hùng tự trang bị cho mình kỹ năng và hoạt động mô hình của mình dưới dạng mô hình du lịch canh nông. Theo đó, ông từng bước triển khai các dịch vụ như đón đoàn, check-in. Khu vườn của ông Hùng cũng được quy hoạch lại với những lối đi riêng, giúp du khách dễ dàng trải nghiệm và check-in. Những cây vải chĩu quả, không khí trong lành cùng sự mộc mạc chân chất của chủ vườn đã tạo nên sự hấp dẫn, khiến bất cứ ai khi tới đây cũng cảm thấy thích thú. Đến đây được du khách được chiêm ngưỡng rồi được có thể là thưởng ngoạn những cái cuộc picnic ở dưới những gốc cây vải và thưởng thức những quả chín mọng và những hình ảnh như thế rất là đẹp. Mình làm này tự người ta du lịch, người ta mình không phải là người ta hẹn là gì, người ta cứ kéo nhau đến thôi. Xong rồi người ta mua vải để biếu quà đấy. Thì mình đã đến năm nay mình đã làm cái hướng là để khách tham quan bán cho khách về làm quà, thì mình không phải mang đi ra ngoài thị trường kia bán nữa, không phải thồ những quả vải như những năm trước đây. Thế là tuy mình nghĩ ra như thế là bán vải ở nhà. Tại Lục Ngạn, không chỉ có ông Hùng mà còn có hơn 30 hộ dân khác cũng mở cửa đón du khách vào thăm vườn. Hiện đang bước vào đầu vụ vải thiều chính vụ. Theo thông tin từ Phòng Văn hóa Thông tin huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, nhờ những năm trước tích cực quảng bá xúc tiến thương mại, du lịch, nên năm nay lượng du khách đến trải nghiệm mùa vải chín tăng mạnh. Tuy nhiên, năm 2024, do yếu tố thời tiết nên vải thiều mất mùa, nhiều nhà vườn đã lên kế hoạch không thu mua thương phẩm để bán cho thương lái, mà áp dụng các giải pháp kỹ thuật để tăng thời gian treo quả, giúp du khách có những trải nghiệm đẹp tại vườn. Hiện mỗi du khách vào thăm vườn sẽ phải trả mức phí từ 20 tới 30.000 đồng tùy vườn. Vâng, thưa quý vị, không chỉ có vải, Lục Ngạn cũng là vùng trồng cam, bưởi, táo và nhiều loại trái cây hàng hóa khác. Với tổng diện tích là hơn 28.000 ha, Lục Ngạn đang là vựa trái cây lớn nhất của miền Bắc. Một năm với 4 mùa hoa trái, Lục Ngạn sẽ là điểm dừng chân thú vị dành cho du khách. Việc kích cầu tạo dựng thương hiệu du lịch cũng là giải pháp giúp phát huy thế mạnh, gia tăng giá trị lợi nhuận cho nông dân địa phương. Và để giúp cho quý vị có thể hiểu hơn về điều này, Nông Thôn Ngày Mới ngày hôm nay đã mời đến trường quay nhà báo Hoàng Trọng Thủy, nguyên tổng biên tập tạp chí Nông Thôn Mới. Cảm ơn nhà báo đã dành thời gian cho chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào quý khán giả.
Vâng, thưa nhà báo Hoàng Trọng Thủy, những năm trước đây khi mà chúng ta thấy rằng là vào mùa vải, khi mà về với thị trấn Chũ của tỉnh Bắc Giang, thì huyện Lục Ngạn, thì chúng ta sẽ thấy một cái cảnh tượng rất là quen thuộc, đó là khắp các con đường thì đều chật kín, những người mua kẻ bán rất là tấp nập. Tuy nhiên do năm nay thì mất mùa nên là cái cảnh tượng đó thì không còn diễn ra quá sôi động như những năm trước. Nhưng bù vào đó thì chúng ta sẽ thấy là những chuyến xe của những đoàn khách du lịch đến đây để có thể trải nghiệm những cái hoạt động. Không biết là nhà báo Hoàng Trọng Thủy thì nghĩ sao về cái sự đổi thay này? Khi mà du lịch vào thì người ta sẽ nhìn thấy là gia tăng cái giá trị của sản phẩm quả vải bằng cái diện tích trên 1 hectare gieo trồng. Như vậy là nó có 2 cái tối ưu hóa. Tối ưu hóa về giá trị của sản phẩm và tối ưu hóa về diện tích mà người ta sản xuất nông nghiệp. Như vậy là ở đám cưới này là làm cái du lịch mà người đi ra thăm vườn như này thì chính đó là một cái phần tối ưu hóa về cái phần diện tích canh tác. Nó hình thành một cái nền, một cái mũi kinh tế của địa phương. Và cái mũi kinh tế này thì nó không đầu tư nhiều lắm như là cây trồng, vật nuôi, mà nói là thêm những cái phần dịch vụ để người ta tạo nên một cái mũi kinh tế mà giải quyết được công ăn việc làm. Cái gợi mở nữa đó chính là người ta tiêu thụ ngay ở trên cái khu vườn của người ta mà không phải mất công, thậm chí không phải mất công hái, không phải mất công vận chuyển, không phải mất cái công như vậy là trở lên chỗ để mà chúng ta bán hàng, để mà chẹt giao thông. Như vậy là có thể nói là về kinh tế, về xã hội, về văn hóa nó đều tạo nên những cái nét tích cực mà người ta muốn đến. Vâng ạ, và sau khi mà chúng ta theo dõi xong phóng sự vừa rồi thì tôi cũng thấy rằng là phần nào đó chúng ta cũng đã hiểu được cái tư duy làm du lịch của người dân ở Lục Ngạn, và bản thân tôi thấy nó cũng khá là mở nha. Bởi vì là người dân ở đây nghĩ rằng là làm du lịch không chỉ đơn thuần là họ sẽ phải chỉnh trang lại vườn cây ăn trái của mình, họ sẽ phải tạo những cái quang cảnh xung quanh thật là đẹp, mà ngay cả cái lối sống này, những cái lời ăn tiếng nói khi mà giao tiếp với khách hàng họ cũng rất là cẩn trọng nha, thì mới có thể là giữ chân khách hàng lâu được. Không biết rằng là nhà báo Hoàng Trọng Thủy thì sẽ bình luận như thế nào về điều này? Tôi hoàn toàn đồng thuận về vấn đề này, bởi vì du lịch nó là một ngành kinh tế không phải là chỉ có độc bán hàng, mà nó là cái kết cấu văn hóa và những vấn đề bản địa mà nơi khác người ta cần phải tìm đến. Như vậy là đưa cái yếu tố văn hóa vào trong cái sản phẩm chính ấy là tích hợp đa giá trị để mà chúng ta tạo ra những cái giá trị sinh lời cho đó. Tôi cho đây là một cái mà tiến bộ rõ những nét nhất ở cái khu vực vườn vải và Lục Ngạn của Bắc Giang. Cái mà thứ hai nữa là chúng ta thấy là khi mà con người trở nên thân thiện hơn và thì cái khách hàng lại càng đến đông hơn. Đó cũng chính là marketing để phát triển được thị trường. Phát triển thị trường tại chỗ là bán vải cho những khách hàng. Nhưng cái tiếng lành đồn xa thì chắc chắn là nó sẽ mở rộng những cái đối tượng đích và nhiều khách hàng sẽ tìm đến và kể cả doanh nghiệp được kết nối. Tôi cho đây nó là những cái yếu tố văn hóa nó ẩn ở trong cái quả vải là như vậy. Cái điều thứ ba nữa là thông qua những cái giao tiếp giữa người dân là người trực tiếp sản xuất với lại đủ kiểu khách hàng, thành phố có, công nghiệp có, miền Nam có, miền Trung có, thì người ta sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm và sự phản hồi của khách hàng để làm sao cho cái vườn vải của người ta xanh hơn, đẹp hơn, thế rồi ấy là năng suất nó cao hơn và bán được với những cái thị trường ở tốt hơn, được cái thời điểm nào nó đã tốt. Đây là một cái, tôi cho nó là một cái thông số thông tin vô cùng quý đối với người bán hàng. Vâng, qua những phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi thì có thể thấy rằng là tư duy sản xuất cũng như là phát triển du lịch của bà con nông dân ở đây thì cũng đang rất là mở rồi, rất là tiếp cận với cả xu hướng thời đại rồi. Và chính quyền địa phương thì cũng rất là tạo điều kiện để chúng ta có thể là nâng cấp cơ sở hạ tầng để phục vụ cho cái việc phát triển du lịch. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta nhìn một cách khách quan thực tế một chút thì chúng ta sẽ còn thấy rằng có rất nhiều điểm mà cần phải cải thiện. Ví dụ như là những cái điểm lưu trú hay là những cái điểm mà vui chơi giải trí xung quanh cái việc là trải nghiệm vườn vải thì cũng có rất nhiều điều mà huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cũng cần phải cải thiện để có thể là phát huy hơn nữa cái tiềm năng lợi thế của mình. Thì không biết là nhà báo Hoàng Trọng Thủy thì nghĩ sao? Tôi cho là cái du lịch, bất luận một cái loại du lịch nào ở trong nông thôn thì cái hoạt động dịch vụ lưu khách ở lại càng dài thì cái tiêu thụ sản phẩm của du lịch nó lại càng lớn. Điều đó là điều cần đến. Chỉ có cái là điều hôm nay chúng ta chưa nghĩ tới và chúng ta chưa làm được. Ở đây thì chúng ta nói là cần phải có những cái nhà thiết kế thêm về vườn vải, thế rồi là khu vực vui chơi và khu vực giải trí, đồng thời là kết hợp giữa vườn vải nữa thì nó phải như vậy, là cả các cái quang cảnh ở xung quanh nữa.
Chứ bởi vì chúng ta cứ thể nghĩ là các cái tour của miền Bắc mà đến như vậy là Lục Ngạn chẳng hạn, thì gần như là nó là ở vào ban trưa. Nếu mà anh đi vườn nữa thì cái thời gian lưu trú của nó phải được qua đêm. Như vậy là nếu chỉ có độc vườn phải không thì không đủ giữ chân được khách hàng. Cho nên là nó phải có vui chơi, nó phải có giải trí và nó phải có những cái cộng hưởng sinh hoạt với lại cái người dân bản địa và đồng bào các cái dân tộc của Lục Ngạn. Như vậy cái này nó phải tăng lên. Như vậy là doanh nghiệp lữ hành thì cần phải là phối hợp cùng để làm. Nhưng ở đây có một cái điểm lưu ý. Nếu như chúng ta phát triển ở vùng, ở đây là du lịch sinh thái và du lịch ở vườn cây ăn quả. Nhưng nếu như anh mà quá nhiều các cái dịch vụ thì tôi nghĩ rằng là cái thứ nhất là nó phá vỡ cái cảnh quan. Bởi vì cái lợi ích nó đẩy lên thì người ta sẽ xây dựng nó không đủ. Cái điều thứ hai nữa là gì ạ? Cái điều thứ hai nữa là đi cùng với lại du lịch thì chắc chắn chúng ta biết là cái sự du nhập văn hóa của các cái vùng biển nó cũng thêm vào. Và đặc biệt là những cái mặt tốt thì cũng có, nhưng những cái mặt mà tiêu cực thì nó cũng phải đi theo. Cho nên là vấn đề môi trường cần phải được bảo vệ cho những vùng cây này. Không những là chỉ có khi ra quả mà bản thân nó còn là phục vụ đậu hoa. Như vậy là sự kết hợp với lại các cái doanh nghiệp và tăng cái khu vực của dịch vụ vui chơi để mà tạo điều kiện hút chân lưu du khách thì tôi nghĩ rằng đấy là cần phải kết nối với lại một số những cái làng nghề của Bắc Giang, cùng kết nối với lại cái khu vực. Như vậy là quá nhiều danh lam và thắng cảnh, nó trở thành một tour thì mới đủ sức giữ chân khách hàng. Và tôi nghĩ là tối mà khách hàng mà lại ăn trái cây, ca hát, đốt lửa trại, thế rồi là làm những cái khác, thì chắc chắn là đó chính là một cái niềm mơ ước mà bản thân du lịch của Lục Ngạn cần phải phấn đấu tới. Vâng, vậy thì khi mà chúng ta học tập kinh nghiệm từ các quốc gia khác ở trên thế giới ạ, vậy thì nhà báo Hoàng Trọng Thủy sẽ nghĩ rằng là để mà vườn cây ăn trái của Lục Ngạn sẽ trở thành một cái điểm đến mà thực sự là hấp dẫn và ấn tượng, níu chân được du khách nữa, thì nơi đây sẽ cần phải có những cái giải pháp như thế nào? Tôi cho là phải quy hoạch lại, để quy hoạch tiếp để mà làm sao sử dụng tối đa và kết nối nó với lại làng nghề. Và tôi nói là ở Bắc Giang thì lại còn có quan họ nữa. Như vậy là không phải chỉ có yếu tố cảnh quan môi trường mà nó còn là văn hóa. Như vậy là nó phải có một cái quy hoạch. Từ cái quy hoạch chiến lược đấy thì chúng ta mới thấy là kêu gọi các cái doanh nghiệp vào đầu tư và người nông dân sẽ tự đổi mới và sáng tạo. Và người ta tin tưởng thì người ta mới bỏ đồng vốn là người ta đầu tư, nhất là cái khu vực cái dịch vụ để mà tạo điều kiện chăn nuôi. Tôi cho cái việc đầu tiên là phải tháo gỡ đó. Cái điều thứ hai nữa là bất cứ một cái sản phẩm du lịch nào thì sau khi nó phát triển, nó bão hòa và nó sẽ có một cái làng du lịch khác thay. Như vậy anh phải dự đoán được cái khả năng phát triển đến khi nào là bão hòa. Thì ngay trong bây giờ anh đã phải có những cái trang trại hoặc là những cái hình thức du lịch mới để khi nó bão hòa thì anh đã có, như vậy là sản phẩm kế tiếp chứ không cần phải xây dựng cơ bản. Như vậy là chúng ta có thể là học tập ở Thái Lan, chúng ta có thể là học tập ở Đài Loan chẳng hạn. Như vậy là các cái farm đó là người ta như vậy là đưa những người như vậy là học sinh ở trong trường đến thực nông. Đó chính là những cái đào tạo kế tiếp mà cần phải có chủ trương của cấp ủy và chính quyền. Thứ ba nữa, đối với cấp ủy chính quyền đó là phải hỗ trợ xây dựng và kết nối các cái cơ sở dịch vụ. Tôi nói như giao thông, vận tải nước, thế rồi là những cái khu vui chơi, giải trí vân vân. Thì nó mới có thể là kết nối được. Và chính sự đầu tư và sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền thì các doanh nghiệp mới tự tin bước vào mới có đầu tư. Thứ ba nữa là nâng cao cái văn hóa để mà cái người và các cái ẩm thực, để làm sao mà các cái khách du lịch ở các cái tỉnh, đặc biệt khu vực ở miền Nam ra, thì người ta giữ chân được và người ta ở lại đó lâu, thì đó chính là cái nguồn thu. Đó là các cái điều kiện mà cấp ủy, chính quyền và người dân phải vào cuộc. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhà báo Hoàng Trọng Thủy. Vâng, thưa quý vị, hiện nay để thu hút du khách, nhiều nhà vườn hợp tác xã đã sáng tạo tổ chức các cuộc thi, các hoạt động trải nghiệm, hái vải đêm, chế biến những món ẩm thực từ quả vải thiều. Một số khác lại chủ động kết nối đón tiếp những người nổi tiếng, các blogger, tiktoker, người sáng tạo nội dung số, thực hiện các clip đăng tải quảng bá du lịch vải thiều lên mạng xã hội để thu hút sự chú ý của du khách. Và những nỗ lực này thì cũng đã phần nào giúp sức cho các nhà vườn thì có thêm một cái nguồn doanh thu đáng kể bên cạnh cái việc là bán quả vải tươi ạ. Và theo như thông tin ban đầu mà huyện Lục Ngạn dự kiến, đó là vải thiều, cái mùa vải thiều năm nay huyện sẽ đón khoảng 250.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và tiêu thụ vải nữa. Trong đó thì sẽ có khoảng 5.500 khách quốc tế, tức là tăng 30% so với vụ vải năm 2023 đấy ạ. Và hy vọng rằng là với những nỗ lực của người dân và cả chính quyền địa phương nữa thì những vụ vải đây Lục Ngạn sẽ còn đón thêm lượng lớn du khách và mang đến những giá trị mới cho vườn vải của mình. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn nhà báo Hoàng Trọng Thủy đã tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Và quý vị cũng đừng rời mắt khỏi màn hình, sẽ còn rất nhiều những thông tin bổ ích trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay.
Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới thì hàng năm 80% dân số toàn cầu sử dụng thảo dược để chăm sóc sức khỏe ban đầu, với tổng giá trị thị trường sản phẩm thảo dược toàn cầu năm 2021 ước tính là khoảng 230 tỷ đô la Mỹ và có thể là còn đạt tới 430 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028. Và như vậy thì là tiềm năng để mà phát triển ngành dược liệu ở Việt Nam sẽ còn rất lớn đấy ạ. Vâng, thực sự là rất là lớn ạ. Và nếu trước đây phần lớn dược liệu được trồng khai thác trong các rừng phòng hộ, dưới tán rừng thì nay nhiều loại cây dược liệu đã được nông dân về trồng tại vùng đồng bằng, thậm chí là phủ xanh diện tích đất từng bị bỏ hoang ở ven đô. Dạ vâng, có lẽ là anh Huy Hoàng đang muốn nhắc đến vùng trồng dược liệu rất là tiềm năng của các xã thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đúng không ạ? Khoảng 5 năm trở lại đây thôi thì huyện Gia Lâm đã chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển từ diện tích cây lúa kém hiệu quả sang trồng các loại thảo dược năng suất cao như là tràm này, xả này, đinh lăng và cả cúc chi nữa. Vâng, một điều rất là đặc biệt thì không biết là chị Ngọc Trâm cũng như là nhiều quý vị khán giả có nắm được hay không, là họ chỉ không đơn thuần là trồng dược liệu đơn thuần đâu ạ. Họ còn đầu tư máy móc, nghiên cứu, trưng cất thành các sản phẩm tinh khiết, giúp gia tăng giá trị nữa. Nhằm đưa sản phẩm ra thị trường, địa phương đã hỗ trợ nông dân tiếp cận với chương trình Mỗi làng xã một sản phẩm OCOP. Và việc được đánh giá phân hạng sao, được tạo điều kiện xúc tiến thương mại đã giúp cho nhiều sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường. Câu chuyện của sản phẩm OCOP được chế biến từ dược liệu tại xã Dương Xá ngay sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Hệ thống máy chưng tinh dầu hiện đại này được cơ sở sản xuất đầu tư với giá hơn 200 triệu đồng. Từ tinh dầu thô, cơ sở cũng cải tiến ra nhiều dòng sản phẩm khác nhau nhằm đa dạng mẫu mã, đồng thời tăng giá trị thu được. Một loại là tinh dầu tràm dạng phun xương, loại nhỏ giọt, và loại thứ ba là loại tinh dầu tràm dạng năn. Sau khi mà chúng tôi chia nó ra làm 3 dòng sản phẩm này thì chúng tôi sẽ được giá trị của nó sẽ tăng từ 1,5 đến 2 lần. 2 lần so với cả giá trị sản phẩm tinh dầu thô. Có vùng nguyên liệu chất lượng ổn định, sở hữu dây chuyền máy chưng cất hiện đại, cho ra nhiều sản phẩm có tính cạnh tranh. Nhưng cái khó, cơ sở sản xuất là không thể tiêu thụ được sản phẩm ra thị trường. Trong lúc đang loay hoay với câu chuyện đầu ra, cơ sở đã được chính quyền địa phương hướng dẫn thực hiện hồ sơ đánh giá sản phẩm OCOP. Sau khi được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, sản phẩm được tạo điều kiện tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ của thành phố Hà Nội. Nhờ đó, thị trường đã được mở rộng. Từ ngày mà đánh giá đến sản phẩm OCOP thì hầu như là các sản phẩm là tiêu thụ tốt hơn đợt trước. Vì là hầu như bây giờ ai cũng tìm hiểu là phải có sản phẩm, phải có chất lượng, phải có nhãn hiệu nào kia thì người ta mới tiêu dùng, mới tin tưởng được. Chúng tôi cũng đang cố gắng không ngừng nghỉ để có thể về phát triển, về chất lượng cũng như là về tất cả mọi thứ để không ngừng cố gắng để có thể lên được 5 sao hoặc là cao hơn nữa. Đến nay, các sản phẩm OCOP chiết xuất từ dược liệu của Gia Lâm đã có mặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, địa phương đang từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất dược liệu theo chuỗi, các hợp tác xã và doanh nghiệp bao tiêu đầu vào đầu ra, đánh giá hiệu quả từ cây dược liệu. Huyện Gia Lâm đang lên kế hoạch phát triển cây tràm trở thành cây chủ lực của địa phương. Rõ ràng là chương trình Mỗi làng xã một sản phẩm đã giúp cho dược liệu, một loại cây trồng mới rất là tiềm năng, có cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên đồng đất của huyện Gia Lâm đúng không ạ? Và với những chuỗi liên kết đang được hình thành thì chắc chắn là cây dược liệu sẽ còn làm nên chuyện, mang lại thu nhập cho nông dân địa phương. Vâng, và hiện nay thì huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội thì cũng đang lồng ghép các nguồn lực nhằm phát triển dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra những sản phẩm có thương hiệu đủ sức cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng nhu cầu thị trường dược liệu trong và ngoài tỉnh, hướng tới xuất khẩu. Thưa quý vị, bãi rạng Mũi Né của tỉnh Bình Thuận thì gây ấn tượng với du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, bãi biển xanh mát tự nhiên, tất cả tạo nên không gian nghỉ dưỡng hiện đại và thú vị cho bất kỳ ai khi mà ghé thăm. Trong quá trình khám phá vùng đất này, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng sự bình yên của không gian làng chài dân dã. Điều này sẽ tạo nên nhiều trải nghiệm thú vị và chuyến đi rất là đáng nhớ cho chúng ta đấy ạ, khi mà có dịp đến với đây. Vâng, và với mục tiêu là đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời thì tăng tính trải nghiệm cho du khách, hiện nay các sản phẩm du lịch ở Bình Thuận được định hình và phát triển. Những ngày này đến với bãi rạng Mũi Né, du khách sẽ cảm thấy thích thú với những trải nghiệm mới của các loại hình du lịch tại đây, tạo nên cảm giác thú vị, mới mẻ và rất lý tưởng. Bãi rạng Mũi Né, một buổi sáng mùa hè tươi tắn, trong lành và yên bình. Nhiều du khách dậy từ rất sớm để tận hưởng bầu không khí này khi tham gia các hoạt động thể thao trên biển. Nếu không thích vận động quá nhiều thì chèo sắp tương đối phù hợp.
Còn với những ai thích cảm giác mạnh thì có thể lựa chọn cano kéo phao chuối. Lúc đầu mình khá là sợ, tỏi lật dữ quá. Không, nhưng mà lúc từ từ là mình dẫn anh lái thuyền đi từ từ là mình cân đối lại được. Nhưng mà đã. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, từ đầu hè, điểm vui chơi này đầu tư thêm dịch vụ thảm trượt cầu vòng, cầu trượt phao khô với rất nhiều cung bậc cảm xúc khi thử sức với thảm trượt. Du khách bày tỏ sự thích thú khi lần đầu tiên chinh phục trò chơi cảm giác mạnh này. Ban đầu thì rất là hồi hộp, nhưng mà trải nghiệm rồi thì cảm thấy rất là thú vị. Mặc dù là hơi lo lắng xíu nhưng mà rất là thú vị. Em nghĩ đây là sẽ là cái nơi mà gia đình em sẽ lựa chọn chắc một vài lần tiếp theo. Rất là sợ. Cảm giác nó rất là hồi hộp luôn. Khi mình xuống tới cái dốc, trời, cái dốc phải nói là cảm giác như là mình muốn bay ra ngoài như vậy á. Trời ơi, nhưng mà khi mà đáp tới nơi đây rồi á, cái cảm giác như là mình muốn phải quay về lại lần nữa, mình trải nghiệm một lần nữa. Với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời tăng tính trải nghiệm cho du khách, hiện nay các sản phẩm du lịch ở Bình Thuận được định hình và phát triển. Tại Hàm Tiến Mũi Né, các mô hình bar, cà phê thú cưng được ưa chuộng. Tại phía bắc của tỉnh, các loại hình du lịch nông nghiệp, du lịch nhà vườn đang thu hút du khách đến trải nghiệm. Trong khi đó, các tổ hợp giải trí ở khu vực phía nam cũng là các điểm đến sôi động trong mùa hè này.